Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay bên đèn hoàng gia.vn xin giới thiệu mọi người mẫu đèn LED âm đất công suất 1W ánh sáng vàng, sử dụng điện áp là 220V. Đây là hình thức của đèn. Đèn này được sử dụng trực tiếp nguồn điện 220V cắm vào dây màu nâu và dây màu xanh, còn dây màu vàng này là tiếp điện. Ngoài cái dòng mà sử dụng nguồn điện 220V này thì bên đèn hoàng gia còn cấp loại sử dụng nguồn điện 12-24V. Lúc đấy mình sẽ nó bắt buộc là phải sử dụng cái bộ nguồn hạ áp 12 hoặc 24V để cấp cho đèn. Thì một nguồn đấy có thể dùng chung được cho nhiều đèn. Thì cái đấy nhu cầu, tùy nhu cầu của khách hàng cần điện áp nào thì bên đèn hoàng gia sẽ cấp loại đèn điện áp đấy. Cái mẫu này là mẫu nhỏ, công suất là 1W, công suất chỉ 1W thôi. Đấy. Mặt đèn là bằng inox. Mặt đèn bằng inox, thân đèn là bằng hợp kim nhôm sơn tĩnh điện, vỏ nhựa. Với tiêu chuẩn IP67, IP67 thì nó là chống chịu nước. Ví dụ nước có ngập một lúc thì không sao. IP66 mà lắp âm đất thì thường ngập sâu mà ngập lâu ấy, thì sẽ bị vào nước. Thì cái đèn này khi lắp đặt thì mình sẽ là lắp cái vỏ nhựa này trước. Hoặc có thể mình làm lỗ mà chuẩn thì mình lắp luôn cả cái đèn này thả vào. Đấy. Có thể mở được con ốc này, mở con ốc này mà vẫn giữ được cái việc chống nước. Cái mẫu đèn 1W này thì có ánh sáng một màu, gồm có màu trắng, màu vàng, màu trung tính, màu đỏ, màu xanh dương, màu xanh lá, đấy, màu và màu tím. Nếu cần loại đổi màu thì bên đèn hoàng gia cũng cấp được, nhưng mà cần phải đặt hàng chờ. Ngoài công suất 1W này thì bên đèn hoàng gia còn cấp các loại đèn công suất cao hơn, như là 3W, 5W, 6W, 7W, 9W, 12W, 12, 18W, 24W, 36W, 54W. Trong đó còn có một số dòng đèn âm đất là loại COB, tức là loại một mắt LED mà có trao hoặc chóa. Thì loại đấy thì nó sẽ có công suất là 10W, 15W, 20W, 30W, 50W. Cái dòng đèn này là dòng loại không hướng cố định. Bên đèn hoàng gia thì còn cấp cái loại mà có thể chỉnh được, điều chỉnh được hướng. Tức là cái mặt bên trong có thể điều chỉnh được hướng, có loại 60 độ, có loại 30 độ. Thì lúc đấy ví dụ mình cần hắt đặt xa và hắt vào vật thể thì vẫn có thể là hắt được. Còn loại này thì bắt buộc là phải đặt gần. Đèn này thì có thể trang trí lối đi, chiếu cây hoặc là hắt tường. Bây giờ mình sẽ thử ánh sáng của đèn nhé. Mình sẽ cắm qua cái jack này tạm đây. Cắm qua jack này tạm. Ánh sáng 1W thì công đèn nó nhỏ thôi. Ánh sáng 1W yếu thôi. Không mạnh lắm. Đấy. Nó nhỏ. Tắt đèn bớt. Công suất. Nhưng đây là thực tế ban đêm là nhìn nó cũng có điểm nhấn. 1W, 1W tạo điểm nhấn thôi. Đấy. Ví dụ hắt lối đi. Hay là có thể là hắt làm đèn 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 hắt chân cầu thang, có thể gắn bên tường và hắt ra. Mẫu đèn này thì còn có cái loại mini nhỏ hơn nữa. Đấy. Mẫu mini công suất cũng 1W. Rất là nhỏ, còn có loại nhỏ hơn như thế này nữa. Nhỏ, kích thước nó chỉ 35 thôi. 25 cm, đường kính 25. Đấy. Thì ai có nhu cầu mua hàng thì vui lòng xin liên hệ với đèn hoàng gia.vn qua số điện thoại là 0393 392 666 hoặc số Zalo gọi là 0393 392 666 hoặc có thể truy cập trực tiếp vào website là đèn hoàng gia.vn để đặt hàng. Bên đèn hoàng gia thì là ship hàng toàn quốc. Ngoài cái mẫu đèn âm đất này thì bên đèn hoàng gia còn có rất là nhiều loại đèn khác, như là đèn rọi cột, đèn chiếu cột hắt tường, đèn chiếu cây, đèn âm nước. Các loại đèn âm nước như đèn âm nước hồ coi, đèn âm nước bánh xe để cho đài phun, đèn âm nước hồ bơi, hay các loại đèn trụ cổng tường rào. Ngoài ra thì bên đèn hoàng gia còn cấp các loại đèn trong nhà như đèn chiếu sáng hay đèn trang trí và các loại đèn công nghiệp. Xin cảm ơn tất cả mọi người.